Hai, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cái nhà bếp là sửa lại nhà cũ nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây những cái sàn nó bị quằn nè, động nước không. Mà phút trước này nó bị nhiều nên chủ nhà mình thôi sửa lại cái phần trước thôi. Thì hôm nay cái mấy anh em đang đục bê tông ra rồi chuẩn bị cắt dĩ và đóng cái sàn lên, đừng mình đổ lại nha cô chú anh chị và các bạn. Thì nay mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem công việc làm nhà của mình nha. Thì nó đang đục trong đó cũng gần xong rồi. Rồi thì mình cũng làm như máy, rồi khi nào mình dọn dẹp xong cái phần khu vực này cống rồi mình sẽ quay tiếp chia sẻ cho cả nhà xem nha. Rồi mình đã gỡ ra cắt dĩ hết rồi nha các bạn. Thì đây chuẩn bị cắt đà luôn, gỡ hết đà ra luôn đó. Chủ nhà không đi dưới rồi. Vô ông Vịnh vàng rồi đó, cho ông Lão Xuyên gáp vô cái ông Xanh. Rồi đang chuẩn bị lắp vàng đựng tháo đàn. Rồi thì mình đã dỡ cắt đà xong, giờ đang chuẩn bị đóng mà cái sàn để mình có pha để mình đổ bê tông nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì giữa trên này trời nắng quá nên mình không có quay trực tiếp để làm, thì những cái khúc nào thì mình quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đó, thì công việc hàng ngày của mình thì mình sẽ chế ra những cái món đồ hữu ích. Còn hai nữa thì mình bên xây dựng thì dán gạch, ốp tường hoặc là xây tường thì kia chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị và các bạn xem ủng hộ mình nha. Thì ở đây mình đi cái mầm ở dưới là hộp no, cái chiếc xe 50 và đóng cái dàn chống chổi gác đố 3 năm. Rồi sau đó mình sẽ lập dán lên nha. Dán lên rồi mình sẽ vô sắt, vô giữ lại thì cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cái kỹ thuật của mình làm nha. Từ đầu này qua tới đầu bên kia luôn. Đó. Đã hết nha. Mấy cái gâu mà tại vì tấm sàn cũ mình đổ khúc mới, thì khúc cũ nó sẽ cao hơn cái khúc mới. Tại mình đã chạy cái đà tăng cường trên này. Chạy tăng cường cái đà trên. Thì những cái gâu mà lú lên đây mình sẽ móc vô cái đà luôn ngăn cô chú anh chị và các bạn. Đây. Đó. Những cái gâu mà lú lên nè. Sẽ móc lên. Rồi thì mình sẽ tạm ngưng máy nha. Rồi chừng nào mình sẽ lót cái có pha lên rồi mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và bạn xem tiếp nha. Rồi bây giờ mình đã đóng cốt pha xong rồi lên sắt buộc dĩ nha. Đang mấy ông thợ đang buộc dĩ nha cô chú anh chị các bạn. Rồi, thợ hay là cu ly gì chăng nữa thì thợ buộc cái kia thợ đi, chứ cái khoảng này sao nó cũng thừa dữ tưng. Khoảng này thừa quá, còn cây nào không ạ? Còn cây gì vậy? Còn hai cây nữa hả?
hai cây rút rút này qua qua bên đây luôn đi, rồi thêm một cây nữa sát cầu phong này nè. Ở đẳng thì kéo cái đầu đó qua chút xíu. Vừa mà cái chỗ này quá trời thưa nè, này thưa quá thưa rồi, không được. Đằng này thưa nè, bồ bồ đằng đó, đó cái buộc mới buộc vừa rồi đó, hai cái đó nên nói khích đỡ đó cái chút xíu đi, làm giò cẳng máu me không ba, sưng đỏ hả? À vậy hơi thưa quá rồi, kéo kéo đồ qua này chút xíu coi. Ừ rồi cho nó vậy luôn đi. Ờ vậy đi rồi bộ đi. Ở đây mình đi dĩ sắc mừ nha các bạn, thì dĩ sắc mừ lỗ một tấc ba tấc tư thì 12, 13, 14 gì thì nó cũng được nha, thì mình ăn thua thì mình chia theo cái dĩ sàn nha. Thì ở đây dù sử dụng là sắc mừ miền Nam, còn sắc đà đây là phi 14, có tăng cường thêm sắc mừ 6, những cái nhịp dài là mình tăng cường theo cái lực gánh ngang của chú, thì trong cột đó ra ở đây mình có gánh lực gánh đây và cái đoạn ở dưới qua bên đây đó. Đó. Thì nó phải so le với nhau nha, thì đầu đằng đó với đoạn đằng này thì cũng đi gian với nhau luôn đây. Thì từ trong cột mình bỏ ra khoảng 50 thì cái sắt gánh ở trên nó phải chạy dài qua đây khoảng 50-70 nha. Đó. Và mình đi cái sắt gánh lực của công thức của bản vẽ đó thì nó cũng giống như vậy thôi, thì mình cũng chia sẻ cho các anh em để mà làm những cây đài keo đài gánh cho nó hiệu quả. Nên mình đi dĩ sắt mự không thì cái dĩ này thì do mình đổ cái quăng đi, nó ngắn nó không có dài, thì ví dụ như mình làm hết tấm sàn này thì mình mới có sắt mũ thêm nha, thì đây mình không có xài sắt mũ. Cô quăng này chỉ có 2.7 thôi nên mình không có xài sắt mũ. Rồi thì mình sẽ tạm ngưng máy nha, rồi khi mình đã buộc hoàn thiện cái dĩ sàn này xong thì mình sẽ chia sẻ lại cho chú anh chị và các bạn xem tiếp nha. Coi canh cái đường giữa nó đều đều luôn nha sao thẳng luôn. Ừ ừ bên đây giật vô 3 phân. Ừ rồi giật vô 3 phân vậy đó, giật đều 3 phân đi, bên bển không chú định chắc không thiếu đâu. Ồ món bên đây thiếu rồi quẹo ơi, thiếu rồi gà so le đi, cho nó so le ăn chút đi. Ừ cái so le giật vô. Ừ vậy đi đó, canh một cây đủ nha, vậy như vậy. Ờ cây này cái không sao đi, cái cứ canh bên đây là bên bển nó đều sắt này con gỡ mà bỏ vô đây từng độ chừng tấc á là bên bển là vừa đó. À bỏ bị dán qua từng tấc có dữ rồi. Rồi rồi này mình đã bô dĩ xong hết trơn nha chú anh chị các bạn, thì ở đây chuẩn bị là mình sẽ kéo đổ bê tông lên nè. Rồi thì mình sẽ lấy quay lại chi tiết rồi ở trên cái dĩ sàn thì mình đã có đi âm điện dưới đó luôn, sàn tấn khép hết này. Chuẩn bị ở dưới trong hồ nha. Rồi khi mình đổ xong rồi mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và bạn xem nha.